Em vô đây chị ơi. Em lấy vô đi anh ơi. Anh em xin vô. Đừng đừng đẹp với tôi em rồi. Các bạn chị đang đi theo để thay là như vậy thôi. Nó thay không thì không lăn gì nó thay thơ. Mọi người đồng hành đồng hành mày ăn đừng ra hai bên đường ý thức trang với đừng ra hai bên đường đi đừng ra hai bên đường người quay nhiều hơn cần người quay nhiều hơn người đừng mà bác xin luôn đừng rong ra người quay đứng lại đây mình đứng lại đây nhớ mày ăn đừng lại cho bọn em một xíu để thay đi cho thoải mái. Đó đi mình cần giúp với mình lên cho coi được không? Thôi đừng có đi tới nữa mọi anh em à. Cả 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 kia ơi, mình làm gương mà. Cả kia lớn tuổi luôn. Không đi tới nữa thấy giúp nhiều. Chào Sư Minh Trí. Vui cho con xin Sư Dân Trí. Này. Đó, đó, bà con đến lễ rất nhiều ha. Bà con đến lễ thầy nè. Bà con đến lễ thầy rất nhiều ha. Bữa dùng ra là nhiều rồi. Chào thầy. Trời ơi, thầy quá từ đầu lúc rất thầy ơi. Trời ơi thầy. Thầy ơi thầy. Thiết kế cái túi. À đó, thầy Kim Cang nha cô chú. Rất luôn mọi người, nhiều quá rất luôn. Di Đà Phật. Thầy Anan là một vinh dự. Đó. Mới vừa ra khỏi cái cổng là đã đầy rồi cô chú. A Di Đà Phật. Thầy Phật tử mấy cô chú đã tuyệt vời ha. Chuẩn bị rất là sớm và rất là nhiều ha. Thôi được rớt. À, thầy bên tiệm bên trong à. Ơi. Có rớt thầy tức tự do ơi, có rớt trời ơi. Rớt. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vô bên em ơi. À, thầy đang mắc đôi sưng này của chúng chị. Thầy đang mắc đôi sưng nè. Thầy đang bắt đầu chân này của chúng chị. Nó rớt nè cô chú ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rớt luôn rồi. Nhiều quá. Thầy đây nè. Nhiều quá cô chú chị ơi. Đó. Mới ra khỏi cổng là đầy rồi cô chú. Quá đầy luôn cả nhà ơi. Mới ra khỏi cổng là đầy rồi đó. Cả nhà thấy nè. Không cần phải à. Trò quá rồi. Đi không nổi luôn đó. Không được, không được. A Di Đà Phật. Mới ra khỏi cổng là đầy rồi cô chú. À, mấy cô chú Phật tử ở Huế tuyệt vời quá ha, làm đồ rất nhiều ha, chuẩn bị rất là sớm. Vì ra có cổng là đầy luôn rồi mọi người thấy chưa? Đó. Thầy nào cũng đầy hết trơn rồi. Ai ai gì là Phật rớt. Rớt lên rớt xuống. Từ kia là Sư Minh Trí của chú chị ơi. Ai ai gì là Phật bây giờ đã rớt rồi đó. Mọi người ông tối thầy cũng còn giờ đầy quá rồi nè. Kia thầy Minh Trí nữa rồi. Sao mọi người lại xe lấn thế này? Đừng ra, 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 đừ
Phía trước này có
Chạy gì mà chạy quá vậy? Chị ơi.